Rồi beta mới giờ anh em ơi. Quá trời luôn. 2019 con. Rồi cái beta mà anh đang bán trên Shopee nha. Anh em thì mình sẽ để đường link Shopee phía dưới cho anh em xem. Đó, đợt này được khuyến mãi rất nhiều loại luôn, chỉ từ 30.000 cho đến 50.000 con tùy loại. Có loại mình bán chỉ có 20 mấy ngàn luôn. Khuyến mãi nha. Hàng khuyến mãi thì số lượng có hạn nha mọi người. Đó, quá trời luôn. Thì Shopee lợi thế một cái là anh em đặt hàng trên đó một con thì mình vẫn ship được cho anh em. Hả? À. Và phí ship cho Shopee rất là rẻ và người ta ship đến tận nhà luôn, dù anh em ở đâu. Đây hàng về rất là nhiều, tí mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Giờ đang chuẩn bị quay sơ sơ thôi. Ấn vào ngày mai bốc đây thì mình sẽ khuyến mãi dòng coi ZE này. Ồ, coi ZE. Đầu đỏ đậm, chống lên tay bơi. Nhạt nhạt đó. Đỏ rất là đẹp luôn nha mọi người. Và hàng này ngày mai mình bên shop giảm 50%, chỉ còn 40k một cặp thôi ạ. Và duy nhất cho ngày mai, tất nhiên những hàng khuyến mãi thì số lượng có hạn rồi. Và hàng này mình cũng đang bán thử nghiệm trên Shopee luôn. Anh em có thể đi tham gia mua hàng trên Shopee luôn. Một cặp cũng ship. Shopee thì trên Shopee vì có chi phí đóng gói và chi phí mình phải chi trả cho Shopee, cho nên giá trên Shopee đôi khi có một số loại nó sẽ khác so với giá mình bán trực tiếp. Thì mình bán trên Shopee thì anh em không cần chuyển tiền trước cho mình, người ta đến người ta thu tiền luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và người ta đến thu tiền tất nhiên anh em không mất cái phí chuyển khoản cho mình, nói chung bù qua sớt lại thôi. Và một cái hạn chế cho Shopee là trên Shopee cho mình vận chuyển thì mình sẽ không đảm bảo cá an toàn hay cá sống trực tiếp đến tay anh em, mọi rủi ro mình không chịu trách nhiệm đó. Còn anh em nào mua số lượng lớn, mua nhiều đơn hàng đi tỉnh trên 400 là bên shop đã nhận ship rồi, yêu cầu anh em chuyển khoản trước. Đó, hai cái thì nó có ưu nhược điểm khác nhau, tùy anh em phù hợp cái nào thì chọn cái đó. Đây beta super wide form này đang còn đang lớn nha anh em, sức khỏe rất mạnh để cho anh em nào đang tập chơi luôn. Super wide hàng này được đang chào bán trên Shopee với giá là 35k một con, rất rẻ luôn. 35k một con, một cặp chống máy chỉ có 60k. Đây, đuôi đồ phơm đồ khá là đẹp, màu sắc rất là chân thật, trắng tinh luôn anh em ơi. Hàng trắng này thì lâu lâu mới về thôi. Đó, phơm đuôi rất là đẹp nha. Quay lại bầy coi đỏ đang khuyến mãi cho anh em một phát nữa, đẹp quá không cưỡng nổi, 40k một cặp thôi. Đây, tiếp theo đây là chúng ta đến với dòng Super Gold. Hiện tại trên Shopee mình vẫn đang bán dòng này luôn với giá là 50k một con trống thôi ạ. Anh em nào mua một cặp thì bên shop khuyến mãi còn 80k một cặp trống máy Super Gold nha. Màu rất là tươi luôn. Này anh em thích mua đơn lẻ, thích ép, thích thả hồ đi sinh đều được cả. Đó, cá hàng Gold này thì hàng size nó lớn hơn hàng Super Wide lúc nãy mình quay cho anh em xem. Mình xin nhắc lại nha, 50k một con trống, anh em mua một cặp thì bên shop khuyến mãi còn 80k, mua lẻ một máy là 40k. Phơm rất đều cá và đẹp luôn. Và tiếp sau đây là mình lên một lô Nemo, cá giá rẻ luôn, 59.000 một con, phơm đẹp, màu sắc tươi luôn.
59.000 một con thôi nha. Đó, đuôi đồ quay đồ rất là dữ luôn. Rồi anh em phải đặt hàng này trên Shopee luôn, 59.000 một con. Rất đẹp và lộng lẫy luôn. Giá này là giá mình đã khuyến mãi hơn 50% luôn rồi nha. Đợt trước cửa hàng này là 120 một con. Và một phần quà đặc biệt dành cho anh em xem được video ngày hôm nay. Đây là đuôi tua đỏ, sẽ được bán với giá là 19k một con. Hàng này còn to nha mọi người, 19k một con này à. Trên Shopee vẫn giá 19k luôn. Rất đẹp, tua rất đẹp luôn anh em ơi, 19k một con luôn. Trời ơi, giá chưa bao giờ rẻ hơn luôn. 19k một con nha mấy bạn. Vâng, và tiếp theo đây mình có một số hàng phân si cho anh em mới chơi luôn. Màu sắc tươi rói, form đẹp. Đó, nói chung là form cũng vừa phải thôi, không phải là xuất sắc nha. Màu sắc này như anh em xem đó. Và lô này mình sẽ bán với giá là 30k một con. Đó, rất rẻ luôn anh em, học sinh, sinh viên gì vẫn chơi được luôn. Đồng giá nha anh em, qua sớm mới lựa cá đẹp luôn. 30k thôi ạ. Một con 30k. Tình trạng là sung sức khỏe mạnh luôn. Mình sẽ đăng cho Shopee luôn nha anh em, lên Shopee mua luôn một con vẫn ship, một con 30k vẫn ship tận nhà cho anh em. Và như thường lệ bốc đây ngày thứ tư sẽ khuyến mãi một dòng cá bất kỳ. Tiêu điểm ngày hôm nay được chọn chính là Full Red. Full Red này bổn vít đô xa, hơi lõi nhẹ. Giá rất là đẹp cho anh em để trải nghiệm dòng Full Red vít đô xa luôn. Đó, anh em quan sát thì phần lưng nó hơi bị lỗi. Và hàng này mình không ship nha, chỉ bán trực tiếp tại shop. Đó. Và giá khuyến mãi là chỉ 20k một con. Mình xin nhắc lại nha, hàng Full Red này là 20k một con thôi nha. Bản đuôi to luôn, thân lỗi hơi nhẹ một tí. Máy thì nhiều con rất là bình thường nè anh em thấy không ạ. Đó, vẫn có cái rất là tốt trong đây. Vâng, 20k một cái giá rất là rẻ và đẹp để chơi dòng cá Full Red. Đây là hàng Full Red ngày mai khuyến mãi luôn. Rất đẹp và lộng lẫy nha. Đó, hàng này thì đẹp, rất đẹp. Mình sẽ giảm còn 100k một cặp, 100k một cặp luôn. Full Red anh em nhìn kỹ nha, rất là đẹp. Đây là Half Let Loose Rip Bone. Bổn cá rất đẹp luôn, màu sắc rất là tươi, chỉ 250k một cặp. Rip bông luôn nha anh em, rất là tươi luôn. 250k một cặp.
sale đây mình có là hấp led yellow ribbon, hàng size nhỏ là 100k một cặp, hàng size lớn là 150k một cặp. Có ribbon luôn nha mọi người, hấp led yellow ribbon. Đây là hàng Lutobas Gen Ribbon mình mới về luôn, mới về còn trong bịch chưa thả luôn, máy rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, máy form rất là đẹp luôn, máy đang xài rất đẹp nha. Hàng này bên shop chỉ 80k một cặp. Đây 80k một cặp rồi. Anh em mua một chiêu một chống hai máy là 120k. Đó, máy bầu bự đuôi to luôn. Tiếp theo bên đây là mình có Lurus Ribbon hàng đẹp, 350k một cặp. Đó, trống rất là đẹp luôn, 350k một cặp. Rồng xanh Indo, một trăm hai mươi k một cặp, hoa văn họa tiết đẹp. Đó, 120k một cặp. Vây rất tốt luôn. Sau đây mời các bạn xem đây dòng Gold Tuxedo. Đó, dòng này form đợt này màu sắc rất là tươi đẹp luôn, 150k một cặp, và đặc biệt dòng này mình đang bán trên Shopee luôn. Anh em hay đặt hàng trên Shopee và nhận ship với dù chỉ một cặp vẫn ship. Và nhận tiền thanh toán. Đó, anh em không cần chuyển khoản trước. Form này rất là đẹp nha. Lublay form đẹp này đang được bán giá là 100k một cặp. Đó, form rất đẹp luôn, 100k một cặp. Vâng, sẵn tiện ngày mai mình khuyến mãi một ít cá full gold cho anh em luôn. Và gold thằng này mình chọn là gold ribbon luôn nha mọi người. Chống gen ribbon và máy ribbon. Đợt này chống ribbon mình đang cạn hàng, chỉ có chống gen ribbon thôi. Anh em đọc thông tin khuyến mãi này rất là sốc luôn nha. Một chống gen ribbon, một máy ribbon. Thì bên shop sẽ bán khuyến mãi ngày bốc đây ngày mai là giá 120k một cặp. Full gold ribbon 120k một cặp luôn, giá chưa bao giờ có luôn. Đem sổ ra cho anh em xem. Sẽ nhắc lại nha, một chống gen và một máy ribbon. Bỏ các bạn 120k nha, quá rẻ quá hời luôn, máy tay bơi bướm luôn á. Này này chung với bổn 350k mình bán á.
Đây, lên đèn cho anh em xem cho rõ xíu nha. Đó, chỉ 120k cặp khuyến mại giá sốc luôn. Máy tướng tá rất là to nha, phơm máy rất là to, mà chống không rebound, mà chống gen rebound. Một chống gen rebound, một máy rebound 120k duy nhất vào ngày mai. Quá rẻ luôn. Đây chỉ có 120k thôi, máy size khá là lớn luôn nha anh em. Quá rẻ, quá bay, quá đẹp, 120k. Diamond hàng VIP, VIP bông luôn, bản đuôi to ngất ngay. Đó anh em xem, lưu diamond cực kỳ xuất sắc và đẹp luôn, bản đuôi cực kỳ to. Quá đẹp luôn. Hàng này giá tương đối cao nha. Lưu diamond rip bông nha anh em. Bây giờ là còn ở đây là hai cặp rip bông, anh em là mua hai cặp này hết mình tặng luôn một con máy đó vậy nha. Kế cạnh đây là mình có lưu tobat hàng tuyển bản đuôi to 200k một cặp, máy đang âm bầu luôn, rất đẹp, bộ F1 của Trung Quốc. Đuôi rất to luôn nha. Này là cá, này là cá còn sai đang trưởng thành, anh em về dưỡng lên là đuôi nó bung ra thêm nữa, rất to luôn, to lắm. Anh em quan sát thân con cá đó, cá rất là to nhưng đuôi cũng rất là to. Tiếp theo đây là chúng ta đến với dòng siêu phẩm huyết kiếm short body. Đây, cá vây rất là dữ dàng luôn, body siêu ngắn. Rồi, huyết kiếm short body. Hàng này hàng nhập giá cao, anh em nào có nhu cầu sở hữu thì có thể inbox cho mình hoặc gọi điện đến số điện thoại. Đó, rất đẹp luôn nha mọi người, hàng tuyển rất rất đẹp luôn. Đâu rồi? Đây, rất đẹp luôn. Màu rất là độc đáo, đỏ huyết. Đây, huyết kiếm sọc body cho anh em, form rất là đẹp, quá xuất sắc luôn. Rất đẹp luôn anh em ơi. Quay ngang, quay đứng, quay xéo gì vẫn đẹp. Quay lại bầy coi đỏ đang khuyến mãi cho anh em một phát nữa, đẹp quá không cưỡng nổi, 40k một cặp thôi.
có đỏ Red Air 600k một cặp. Màu rất là tươi đẹp luôn mọi người ơi, có bán lẻ trống luôn mọi người. Đây tiếp theo mình đến với dòng Moses Hiền Tuyển nha mọi người, rất đẹp luôn. Đó, tay bơi rất đẹp nha, họa sắc màu tiết hoa văn rất đẹp. Đuôi cực kỳ to luôn. Hàng này bên shop đang bán với giá 120k một cặp. Form cực kỳ đẹp. Đuôi quá khủng luôn. Tay bơi anh em xem đó, tay bơi rất là vip nha. Đó. 120k một cặp. Và tất nhiên hàng đẹp này thì số lượng rất giới hạn nha. Có rất ít luôn. Hàng Moses hàng kém hơn, hàng này thì 80k một cặp, cá trung bày luôn nhưng mà chất lượng thì kém hơn, 80k. Gen vẫn ổn định và đẹp. Tiếp đến thì chúng ta có Moses Reebok. Đây Moses Reebok. Form rất đẹp luôn, đây là hàng tuyển luôn. Tay bơi thì anh em khỏi phải bàn rồi, rất khỏi chơi luôn. 200k một cặp. Ở đây thì mình còn vài cặp, đây là Red Tie, Dumbo Red Tie Reebok hàng tuyển, bám 80k một cặp. Đó, tay bơi xanh đẹp, 80k một cặp. Cuối cùng ở đây mình có, đây là dòng Dumbo Red Tie Reebok 200k một cặp, tay bơi đẹp. Full Gold Rip Bông hàng tuyển ở đây 350k một cặp. Hàng máy tay bơi dài, lên màu tay bơi. Đây người ta gọi là tay bơi bướm nè, 350k. Mồi ngon em ơi, bắt đầu thì bên shop sẽ bắt đầu bán trùng chỉ thường xuyên luôn. Anh em nào lấy ký thì có luôn, mà trùng mới được xử lý sạch sẽ 100%. Về là ăn ngay luôn. Đây là mấy trùng tươi. Rất đẹp. Rất sạch. Anh em nào mua ký thì liên hệ luôn. 120k một ký. Ngoài ra bên shop đang có chuột sao 25k một con, mua 10 tặng 1. Đây là chuột sao nha. Chuột panda 25k một con,